Altmarindorf. Nee, bác không có biết. Chị biết không? Ra đi tới đó, thì tới đó. Nghe yên tâm, ok. Ban này nó cũng tới U7. À, nhưng mà nó tới chỉ muốn đi U5 thôi á. Dạ không đi U7. Ở U5 bác này có muốn đi nó có U3 mới. Để bác cho tôi bây giờ đi với U5. Đi biết đi U5. Biết hả? Dạ. Muốn đi hả? Dạ có. Ok là mình đi. Nhưng mà mình phải thấy chỗ nào là đẹp như nào cho đến đi. Thank you.
Đúng rồi, nhưng mà còn máy chạm nè. Chút xíu nữa. Unter den Lippen. Ah.